Để tạo ra những tour du lịch hấp dẫn, khai thác các điểm đến mới lạ dựa trên thế mạnh của từng địa phương, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã liên kết với hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang để tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch mới Huyền thoại Sông Gâm nhằm đem lại những trải nghiệm mới mẻ để thu hút du khách. Ngao du trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, du khách được ngắm mây trời bồng bềnh hay nhìn ngắm dòng sông Nho Quế xanh biếc lững lờ trôi dưới hẹp tu sản. Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng của Hà Giang, được kết nối với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều di tích lịch sử cách mạng hào hùng như láng Nà Nưa, cây đa Tân Trào, cùng lễ hội nhảy lửa truyền thống của người Bà Thẻn và những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Tày của tỉnh Tuyên Quang. Sự kết nối này tạo nên một chuỗi hành trình trải nghiệm độc đáo dành cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá những vùng đất mới lạ. Tuyên Quang có 22 dân tộc, cho nên đây là một cái thế mạnh về cái du lịch bản địa của Tuyên Quang, và Tuyên Quang sẽ tập trung khai thác cái thế mạnh này để phát triển du lịch. Và chúng ta có sự giao thoa như này, du khách sẽ hiểu biết được về những mảnh đất trên vùng địa đầu của Tổ quốc, về con người, văn hóa và những phong cảnh của hai tỉnh. Tôi cho rằng là có hết sức ý nghĩa và chắc chắn sẽ góp phần vào vấn đề tăng trưởng kinh tế. Từ những lợi thế riêng có của từng địa phương, sản phẩm hoàn toàn mới Huyền thoại Sông Gâm với hành trình 7 ngày kết nối các điểm du lịch đặc biệt của hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang vừa được ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh khai thác đưa vào hoạt động. Đây là sản phẩm nhằm kịp đón đầu dịp cao điểm du lịch hè năm nay. Thông qua việc liên kết doanh nghiệp với các tỉnh thành phố cùng nhau xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch của các địa phương, khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch tự nhiên cùng hệ thống di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, ẩm thực phong phú. Huyền thoại Sông Gâm là cái sản phẩm đầu tiên trong cái chuỗi sản phẩm liên kết, và trước mắt là sau khi hoàn chỉnh cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch làm việc với lãnh đạo tỉnh cũng như là lãnh đạo ngành du lịch ở hai địa phương để tiếp tục phát triển ra những cái sản phẩm khác mà chúng ta chưa khai thác được hết. Tiếp tục phát huy cái liên kết vùng này để đảm bảo khi du khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh đi lại các tỉnh thì có sự thông suốt với nhau để du khách có những cái trải nghiệm tại Việt Nam mình lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có hàng loạt chương trình đẩy mạnh xúc tiến du lịch với các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc. Riêng trong dịp hè này, các tour đi phía Bắc gồm Đông Bắc và Tây Bắc đang thu hút đến hơn 60% lượng du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Đây là nền tảng để doanh nghiệp và các địa phương bắt tay phát triển thêm nhiều sản phẩm thu hút khách du lịch trong thời gian tới.